những con đường ma ám đáng sợ nhất nước Mỹ, người dũng cảm nhất cũng phải chùn bước. Những con đường này thật hoang vắng, rùng rợn và chạy qua những khu rừng rậm hoang vu, luôn tăm tối. Có lẽ chính vì thế mà những truyền thuyết về ma quỷ của chúng lại càng khiến người ta ghê sợ những con đường này hơn. Một đại lộ Archer là con đường rất huyền bí bởi nằm giữa hai nghĩa địa và cả hai nghĩa địa này đều nổi tiếng với những câu chuyện ma của riêng mình. Một trong số đó là nghĩa địa phục sinh nổi tiếng và một khu vực chôn cất ít được biết đến hơn là St. James. Bên cạnh đó, đại lộ Archer gần như được bao quanh bởi các nguồn nước như kênh Kansas, sông Des Plaines, kênh Illinois Michigan, kênh Chicago và hồ Mapper, được cho là hiện trường của đèn ma. Truyền thuyết kể rằng một số dân cư sống trong một cộng đồng nhỏ gần đó đã bị nguyền rủa vì một lý do nào đó và họ đã dần chết hết, cho đến nay vẫn không tìm thấy dấu vết của khu làng này cũng như lý do vì sao họ chết. Ngoài ra còn nhiều ngôi nhà và doanh nghiệp dọc con đường này bị ám ảnh bởi những lời đồn đại ma quỷ cũng như truyền thuyết về sự kiện siêu nhiên xảy ra tại Kaiser Home, ngay phía tây của Loomis Street. 2. Kelly Road, ở Ohivan, Pennsylvania, có một đoạn đường dài khoảng một dặm đường tên gọi là Kelly, là nơi được coi là một trong những con đường đáng sợ với sự xuất hiện của một loạt các sự kiện kỳ quái được nhiều người chứng kiến và kể lại. Đường Kelly được bao quanh bởi những khu rừng tối, dày, càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Được biết, khi động vật lạc vào mảnh đất này, chúng chuyển từ hiền lành và thụ động sang ác độc và hung hăng, dữ dội đuổi theo các loài động vật khác và thậm chí cả con người. Từ những diễn biến kỳ lạ này, đường Kelly bị đồn đại là vướng phải những lời nguyền rủa độc địa và cho đến nay người ta vẫn sợ hãi nếu buộc phải đi qua con đường này. 3. Boy Scout Lane. Boy Scout Lane là con đường trải nhựa chảy qua một khu rừng dày đặc. Theo truyền thuyết, vào cuối những năm 50 hoặc đầu thập niên 60, một đoàn hướng đạo sinh đã đi vào những khu rừng trên một chuyến đi cắm trại và không bao giờ trở lại. Có nhiều giả thuyết xung quanh nguyên nhân cái chết. Một số người nói rằng họ thả một chiếc đèn lồng và bắt đầu một đám cháy rừng đã giết tất cả mọi người. Những người khác nói rằng họ đã bị lạc và chết đói. Tất nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy điều này thực sự xảy ra. Vùng đất này dường như từng thuộc sở hữu của các hướng đạo sinh. Nhưng chưa có một thông tin chính thức, cụ thể nào một trại hướng đạo sinh bị đột tử tất cả như vậy, và câu chuyện về họ mãi chỉ là những truyền thuyết. Nhưng những người lái xe đi xuống Boy Scout Lane đã kể lại rằng họ nghe thấy những tiếng bước chân vội vàng chạy trong rừng, cùng với ánh đèn đỏ chiếu xuyên qua những hàng cây. Có phải đó là dấu hiệu cho thấy những bóng ma của các chàng trai vẫn còn ở đó, tuyệt vọng cố gắng thoát ra? 4. Đường cong của Dead Man, Ohio là quê hương của đường cong Dead Man's Curve, một con đường chết người kẹp giữa hai đường cao tốc. Bước ngoặt đến nỗi nó có tỷ lệ va chạm cao nhất từng được tìm thấy trong nghiên cứu an toàn giao thông vùng đô thị Akron. Điều này đã làm nảy sinh một số câu chuyện hoang đường. Một trong số đó cho rằng một nhóm thanh thiếu niên tham gia giao thông trên tuyến đường này đã vướng vào một tai nạn nguy hiểm, số người chết khá nhiều và thương tâm. Có lẽ linh hồn của họ vẫn ấm ức vì cái chết oan nên vẫn trôi nổi trên con đường này và mỗi đêm lại ẩn hiện để dọa dẫm những người lái xe trên đường. 5. Tuyến 2A. Câu chuyện diễn ra như thế này, vào ngày 22 tháng 8 năm 1967, hai bé gái 10 tuổi đã chết khi đi trên tuyến đường 2A ở Hansonville, Maine. Truyền thuyết nói rằng đó là cái chết vô tội và linh hồn của một trong hai bé gái không thể siêu thoát được. Các tài xế chia sẻ những câu chuyện về một cô bé đi bộ dọc đường 2A, trông lạc lõng và bối rối, cô đơn và sợ hãi. Mọi người đã dừng lại và cho cô bé đi nhờ. Nhưng ngay sau khi xe lăn bánh, cô bé lập tức biến mất, khiến tất cả tài xế đều sợ hãi và câu chuyện được lưu truyền khắp nơi. 6. Mona Lisa Drive. Với lịch sử phong phú của mình, Louisiana không thiếu những câu chuyện ma, và con đường này cũng không ngoại lệ. Người ta nói rằng một nhà từ thiện giàu có đã quyên góp tiền để xây dựng City Park, nhưng anh ta có một điều kiện, xây dựng bức tượng của con gái Mona, người vừa qua đời. Công viên được thành lập và bức tượng được dựng lên, nhưng những thanh thiếu niên thiếu ý thức đã làm hỏng nó trong các buổi trác tang vào ban đêm của họ. Kể từ đó, tài xế đi dọc theo Mona Lisa Drive đã báo cáo thấy Mona lơ lửng trong không khí, đôi khi gõ vào cửa sổ ô tô và rên rỉ.